chú. Nè gạo nè ăn đi. Sao nay mặt buồn vậy? Chú. Đó, ăn đi, tôi vô tôi lấy nước cho cháu uống không? Đây nước. Chị ơi, đừng la nữa, em trả gà chị nè.
chị ơi, chị ơi, chị suy nghĩ kỹ chưa? Hồi nãy chị mất con gà, con vịt, hình như chị mất con vịt phải không? Em lỡ đạo đạo như trình của chị, em đem qua em trả cho chị nè. Không, không, chị đừng nói nữa. Chị đứng im, đừng nói nữa. Nhìn kỹ em nè, nhìn kỹ em. Dạ, em lại chị. Trời ơi, em lại chị. Chị mà chửi lần nữa em cắn lưỡi em chết liền. Trời ơi, khổ tâm quá. Nãy giờ ngủ không được chứ chị luôn. Trời ơi, ngủ. Chị hoài tôi chết quá. Vừa lòng bà chưa? Nói một lời đi. Thật ra tôi chỉ mất một con gà thôi. Mà bà la lên vậy mà sao giờ quá trời con gà vậy? Vợ của anh nói giọng nói khủng khiếp lắm. Tôi biết, tôi nói anh nè. Mình chờ sớm, tôi biết. Chỉ mất con gà chứ bộ. Đúng, tại sao đưa con vịt? Tôi lộ lục hết nhà tôi không có con gà đâu. Tôi bắt buộc con vịt tôi đem qua. Gửi tấm tiệm đi đây nha. Có gì tôi qua tôi quỳ tôi lại. Trời ơi là trời. Vừa lòng bà chưa? Trời ơi bà con chồng sớm ơi, nhà tôi mất con heo rồi. Con heo nhà tôi đã mất rồi. Nhà cái gì vậy? Nhà mình làm gì có nuôi heo? Ông ngu quá. Tôi nói tôi mất con gà, người ta đem lại 4-3 con gà với con vịt. Bây giờ mình nói mình mất con heo, người ta đem lại mình con bò. Thì ông sao vậy ta? Trời đó, có người sống mà ta không biết tính toán gì hết. Vậy cái kêu trời, trời ơi nhà tôi mất con heo rồi, trời ơi. Con heo nhà tôi mất rồi. Ai lấy con heo của tôi? Tôi nói cho bà biết. Bà mất một con gà, người ta đền cho bà 3 con gà. Ừ. Bà mất một con heo, người ta đền cho bà 4 con heo. Đúng. Nhưng bà đã mất một thứ mà trong nhà này bà không bao giờ tìm được nữa đâu. Con gì? Tôi. Hả? Ông.